Đọc chuyện cho Thịnh nghe đi, Thịnh mỏi mắt quá à. Tài giỏi lắm mà, tự đọc đi. Tôi có được ăn học đàng hoàng đâu, đọc chữ không chạy, lấy gì đọc chuyện cho anh nghe. Chị đừng xạo, tôi không chơi với chị nữa. Càng khỏe. Bây giờ tôi muốn đi ra ngoài, đẩy tôi ra đi. Anh im lặng coi, la làng hoài vậy? Nói một tiếng nữa thì bóp cổ anh giờ đó. Chị đưa tôi đi mình đó. Đi được đi đi, có ngon đi đi. Thách đó. Tôi mà té là chị có chuyện á. Không cần nữa, tôi tự đi. Ê, ê nè. Thiệt tình luôn á, chị cứ hành người ta là giỏi thôi à. Đúng là cái đồ tội báo. Tôi đã nói tôi tự đi mà mắc gì chị chửi tôi, chị buông ra coi. Buông ra, buông ra coi. Anh dám làm dữ với tôi hả? Sao mà lì quá vậy? Hứ nè. Chị đánh tôi mét ba đó. Mét cái gì? Không giữ lời hứa hả? Không muốn làm đàn ông nữa hay sao? Không có đàn ông nào ăn gì hết, tôi không có ngu mà nhịn chị nữa. Ba ơi, về đây cứu con ba. Ba. Sao vậy? Cửa đi con. Đi con. À. Anh Thịnh, anh có sao không anh Thịnh? Anh Thịnh, cứu tôi với, cứu tôi với trời ơi. Trời đất ơi. Má ơi. Thịnh ơi, con sao vậy Thịnh? Thịnh ơi, sao vậy trời ơi? Sao máu không vậy? Tôi, tôi, con có sao không? Lẹ, lẹ lên, tao đưa cho cậu hai đi. Thương nè. Thịnh ơi, đừng có làm má sợ nghe con. Anh Thịnh, anh có sao không anh Thịnh? Thịnh ơi, Thịnh, mày làm cái gì vậy hả? Trong chồng cũng không đến hơn nữa. Con xin lỗi má, con xin lỗi má, má ơi. Con này nó đi kêu xe lẹ lên. Đi kêu xe lên, Thịnh đi nhà thương nhanh lên. Có làm má sợ mà con. Thịnh ơi, Thịnh ơi, có làm má sợ. Mày tránh ra đi. Con xin lỗi má, con không cố tình má ơi. Con ơi, con đừng có làm má sợ nghe. Thịnh, tỉnh dậy đi con. Thịnh. Thịnh ơi, Thịnh. Thịnh ơi, Thịnh. Thịnh ơi. Doctor, con trai tôi có sao không? Rất may mắn là không sao, vết thương đã được may lại. Chờ hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh lại, cho nên bà đừng có lo lắng quá. Dạ, cảm ơn doctor. Dạ, cảm ơn doctor. À, bà yên tâm, tôi sẽ kê đơn thuốc cho con trai của bà. Dạ, cảm ơn doctor. Hay quá, con mình được cứu rồi. Bà chủ, sao dám vô đây vậy? Ở đâu vô đây vậy? Đi ra ngoài nhanh lên. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Tôi với cậu không có gì để nói hết. Ủa, sao người bà muốn hại chết lại là con trai của bà chứ? À, mà tôi thấy nó nằm mê man như vậy, bà lo gì? Tôi cấm cậu nói câu đó. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Dạ, con trai của tôi bị ruột thừa, phải mổ. Nhưng mà bây giờ hai vợ chồng tôi không còn tiền gì hết. May mắn gặp bà ở đây, xin bà cứu giúp con trai tôi một ít. Tôi không có tiền. Cậu làm ơn tránh xa tôi ra giống như cậu đã hứa đi. Trời đất ơi, con tôi nó đau thiệt mà. Nếu như bà không tin á, tôi dắt bà đi gặp nó liền. Không đi. Có liên quan đến tôi. Tôi không có quan tâm. Cái gì? Sao không liên quan bà chủ? Bà quên rồi hả? Chính bà đã kiếm người để hại chết con trai của bà để bà có được mọi thứ. Bây giờ bà nhìn bà đi, sang trọng như vậy, có được tất cả rồi. Tôi là người đã thực hiện cái chuyện đó nè. Hơn nữa, ở đây là bệnh viện, chỗ đông người đó. Lỡ như có ai nghe được chuyện giữa tôi và bà, không phải tại tôi đâu rồi nha. Cái này là tôi tội nghiệp con của cậu. Nhận tiền rồi thì xéo đi.
Đợi hơn bà chủ, đợi hơn bà nhiều lắm. Những gì mình vừa nghe là gì vậy? Làm ơn mau khỏe lại nha. Anh mà có chuyện gì chắc tôi bị đuổi ra khỏi nhà luôn đó. Sáng giờ hai vợ chồng cũng lu bu quá, chưa ăn gì hết. Để anh ra ngoài tìm hủ tiếu cho em ăn ha. Mà tiền này ở đâu vậy? Bà chủ, lúc trước của anh nghe thông tin là con mình á bị đau ruột thừa, vợ chồng mình khó khăn quá, không có tiền mổ, cho nên bà giúp. Với lại anh cũng từng giúp bà phi vụ, coi như đây là bà trả ơn mình đi. Thiệt không vậy đó? Thiệt mà. Yên tâm nha. Ba con đâu rồi? À, ba con không về được nên là kêu shopper đón con đó. Má ơi má, doctor nói chồng con sao má? Mai cho cô đó, nó mà bị cái gì á cô không có sống yên đâu. Trời, may quá. Mình ơi, anh thấy trong người sao rồi, có đau lắm không anh? Em xin lỗi. Ủa rồi tụi bay làm gì vậy? Sao không đẻ đưa cậu hai vô nhà đi, đỡ cậu vô nhanh lên. Coi cẩn thận đó. Cậu hai không sao rồi, em mừng quá à. Anh ơi, anh thấy trong người anh sao rồi? Đầu anh còn đau chỗ nào nữa không vậy? Anh, em xin lỗi anh nhiều nha. Tất cả là lỗi của em, tại em bất cẩn nên mới làm anh té. Anh đừng có giận em nha. Em hứa từ nay em sẽ không như vậy nữa đâu. Dạ, nước đây mợ. Ừ. Nè, thuốc của nó doctor cũng biên rõ liều rồi đó. Coi là rửa mình rửa mẩy xong rồi đưa nó ra ăn cơm, rồi cho uống thuốc cho đúng giờ đó. Dạ. Còn uống thuốc xong á rồi nghỉ ngơi nghe không? Mau khỏe lại nha. Chăm chồng mà cho cẩn thận đó. Gái hư. Dạ má. Con này ra dọn cơm cho tao. Dạ bà chủ. Con xuống bếp dọn cơm cho bà. Mỗi có cần gì thì kêu con nghe. Ừ. Phiền ghê là phiền luôn á. Báo đời người ta không à. Nhìn cái gì mà nhìn? Đau đầu quá. Cũng tại anh không đó. Ai biểu anh cứ hối thúc làm tôi bực bội chi? Tôi mới vô ý làm anh té ngã. Chị cố tình làm tôi té. Nè, đừng có nói bậy bạ nha. Tôi cố tình hồi nào? Tôi sơ ý mới làm anh té thôi, nhớ chưa? Chuyện hiếp tôi mét ba đó. Anh vậy mới nói gì vậy? Nói lại lần nữa nghe coi. Chị đừng ăn hiếp tôi nữa. Chị mà ăn hiếp là tôi mét ba đó. Lạ lùng mà. Muốn người ta không bực bội với mình thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Nào không cãi cãi. Chả treo. Chị làm gì vậy? Cởi quần áo ra tôi lau người, nhanh lên. Để tôi tự làm được rồi. Chị đi ăn cơm đi. Tự làm không mát nha.